Chị đi theo lời yêu cầu của một người anh trai cũng như gia đình Phương Đại Gia Phượng Hoàng trên gây đến con chú anh chị một lớp chất đoàn rất là mới. Một lớp chất đoàn rất là mới được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Xin cô chú anh chị cùng thưởng thức. Hãy giam cổ thật chiên vào trong ngục tối để trạng sáng mai này đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, em không về. Em không về Mông Cổ. A Khắc Thiên Kiều, nếu em không về thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô tha xin. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ về lại với quê.
Thiên Kiều. Anh chú Sa, tại sao em khóc? Anh chú Sa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi, nhưng người ấy là ai? Em đã yêu một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Dừng. Thôi, hết rồi. Anh chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có. Để
không tin đâu. Anh không dù xa, anh đi rồi, anh đi rồi phải không? Phải anh đã. Thiên Kiều ơi, mười mấy năm qua cha già đã giấu em một thân. Anh nhớ em lòng còn trong máu. Già lắm lắm của em không phải là thất Thiên Kiều. Em là đứa con nuôi mà cha thương quá nhiều nhiều. Mười mấy năm trước cha cho em chân sông Hoàng Hà sông dây gần gũi ba. Chỉ giữa chúng ta không cùng dùng máu huyết. Từ thuở xa xăm đã khác biệt bội ngùi. Trời ơi, anh dù xa. Cha chết con rồi, cha ơi. Dạ, để tôi nói chương trình xin mời sự trở lại qua tiếng hát của nam nghệ sĩ Đặng Thanh Hoàng.